Thưa quý vị, hiện nay có không ít người có thói quen vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại. Hành động này có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ, gây hậu quả khôn lường. Tỉnh Lào Cai đã từng ghi nhận trường hợp bị thương, thậm chí là tử vong do vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại gây ra. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người chủ quan với thói quen nguy hiểm này. Là người thường xuyên sử dụng điện thoại để nhận thông báo công việc, xem phim, lướt Facebook, nên mỗi ngày anh Thịnh phải sạc pin điện thoại từ 2 đến 3 lần hoặc luôn mang sạc dự phòng theo người. Cái này thì cũng là một phần nguy hiểm, tuy nhiên thì do cái điều kiện công việc với cái điều kiện công việc với cái cần phải xem những cái tin tức mà mình khi máy mình đang sạc pin ấy, mình bắt buộc mình phải làm. Mình biết là nguy hiểm nhưng cũng phải sử dụng cái đấy. Theo những người có kinh nghiệm trong việc mua bán, sửa chữa các loại điện thoại, việc dùng điện thoại trong quá trình sạc sẽ khiến cho pin nóng lên nhanh chóng. Từ đó có thể dẫn đến tình trạng quá tải, chập điện, nghiêm trọng hơn là phát nổ và gây thương tích cho người sử dụng. Thậm chí, không ít người dùng bộ sạc hay pin không chuẩn thì theo thời gian, pin sẽ bị phồng lên, gây cháy nổ điện thoại. Tốt nhất là khi sử dụng không nên cắm sạc. Và trường hợp mà nó đã có biểu hiện nóng thì tốt nhất là không nên sử dụng lúc đó. Nó không hỗ trợ sạc nhanh thì nhiều người là không hiểu lại đi mua những cái sạc có cái chức năng sạc nhanh. Thì khi mà mình cắm vào nó sẽ nóng máy, cũng có thể gây cháy nổ. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, nguyên giám đốc trung tâm tư vấn tiết kiệm điện và dung dịch hoạt hóa điện hóa, Viện Khoa học Việt Nam, người tiêu dùng cần phải sử dụng sạc điện thoại chính hãng đúng theo quy chuẩn công bố, không sử dụng các loại sạc trôi nổi ngoài thị trường. Khi thấy dây sạc có dấu hiệu hỏng, cần phải kiểm tra và thay thế bằng dây sạc mới để đảm bảo an toàn.